Xin chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn, người phụ trách chương trình Việt Nam Eternal. Chương trình Việt Nam Eternal nhằm thiệu đến quý vị những sinh hoạt đoàn thể cộng đồng của vùng Bắc California. Và thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi có một buổi nói chuyện đặc biệt với bác sĩ Tùng Nguyễn của trường đại học San Francisco. Dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ. Chào anh Tony, anh khỏe không? Dạ vâng, khỏe anh bác sĩ. Dạ vâng, thì bác sĩ có thể hôm nay mình sẽ nói chuyện về một cái đề tài nó cũng hơi phải nói là rất là đặc biệt. Thì thưa quý vị cũng đã biết là về vấn đề khi gặp bác sĩ thì mình phải nói là mình về một cái vấn đề, một cái nghiên cứu mà đang được Bộ Y tế của thành phố San Francisco, là trường đại học San Francisco đang muốn nghiên cứu một số dữ kiện. Thì các bác sĩ có thể nói sơ qua về cái dữ kiện mà để mà tìm hiểu về những người phụ nữ Việt Nam về vấn đề bị ung thư phổi như thế nào ạ? Dạ, thì tóm tắt là ung thư phổi là một bệnh rất là nguy hiểm nhé. Dạ vâng. Và hồi xưa tới nay thì phần nhiều người mà bị ung thư phổi đó là có hút thuốc lá. Và dĩ nhiên là bên đàn ông Việt Nam á, họ bị ung thư phổi, nhiều người hút thuốc lá. Nhưng mà chúng ta bắt đầu thấy là người phụ nữ Á Đông, gồm cả người phụ nữ Việt Nam đó, đã bắt đầu có nhiều bệnh ung thư phổi mà phần nhiều họ không hút thuốc. Cho nên trường y khoa UC San Francisco và mấy người thí nghiệm đó muốn biết là tại sao cái chuyện này nó xảy ra. Cho nên họ có muốn làm một cái chương trình để mà nghiên cứu thêm. Dạ vâng, thì có rất nhiều quý vị khán giả cũng chưa có hiểu cái nguyên do mà cái nghiên cứu như thế nào. Bác sĩ có thể nói thêm về cái nghiên cứu đặc biệt chủ yếu là những người phụ nữ Việt Nam như thế nào ạ? Dạ vâng. Thì phần nhiều cái chương trình nghiên cứu này họ họ muốn gặp mà những người phụ nữ Việt Nam dù là họ có ung thư phổi hay là không, nghĩa là những người có bệnh cũng vào được và những người không có bệnh cũng vào được. Họ phỏng vấn mỗi người gia nhập vào cái chương trình này, họ hỏi nhiều câu hỏi tại vì họ muốn biết là trong cuộc sống của một người người phụ nữ Việt Nam này đã có thể ảnh hưởng gì mà có thể dính líu tới cái vấn đề ung thư. Và khi phỏng vấn xong rồi thì họ lại muốn xin một tí nước miếng thôi, cho nên không có gì đau đớn hết, họ chỉ xin một tí nước miếng. Và khi họ làm được cái việc này thì họ được nhận được một số tiền, tôi quên bao nhiêu, như là 50 đồng tất cả. Dạ vâng. Trả lời một cái cuộc phỏng vấn ngắn ngủi và được cái thử một tí nước miếng. Dạ vâng, nhưng để bác sĩ có trình bày là có rất nhiều phụ nữ Việt Nam mặc dù là không hút thuốc nhưng mà cái dữ liệu như được biết đó là bị ung thư phổi rất là cao. Thì tôi xin được đọc cái dữ liệu đó là khoảng 57% phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu là được chẩn đoán bị ung thư. Thì nhưng mà không hút thuốc. Thì bây giờ cho nên cái nghiên cứu này là muốn tìm hiểu xem tại sao họ, cái người Á Châu nói chung và người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam nói riêng, tại sao mà cái số người bị ung thư về phổi nó cao quá như vậy. Cho nên cái nghiên cứu này thì hy vọng là sẽ được tìm hiểu thêm những dữ kiện đó như thế nào. Dạ vâng, thì như bác sĩ vừa mới nói là cái số người đàn ông Việt Nam nói riêng và rất nhiều người đàn ông Việt Nam, người Á Châu nói chung là thường thường mình là hút thuốc rất là nhiều. Thì chúng tôi riêng chương trình Việt Nam Eternal đã có những buổi nói chuyện thật kỹ về chương trình này. Thì bác sĩ có thể nói là cái xác suất mà những người phụ nữ mà sinh sống trong một gia đình mà có người chồng hoặc là có một người nào ở trong gia đình mà hút thuốc đó, thì cái xác suất đó nó tỷ lệ nó có cao không bác sĩ, và như thế nào bác sĩ? Tôi nói thật tôi không biết là cái vấn đề nghiên cứu về cho người Á Đông như thế nào, nhưng mà chúng ta biết là nhiều người phụ nữ không hút thuốc bị ung thư phổi có một phần là có thể là bị vì chồng hay là cho một người sống trong nhà hút thuốc. Tiếng Mỹ gọi là second hand smoke, đó là những cái người bị second hand smoke có thể được bị mắc ung thư phổi. Còn những người nữa, và nhiều khi chúng ta không có biết sự thật hay là không, nhưng mà có thể là
cái hút thuốc đó là hồi xưa, có thể rằng là không phải là năm năm nay hay là năm vừa rồi mới hút thuốc, nhưng mà có thể là sống ở trong nhà với một người đã hút thuốc lá hồi xưa mà bây giờ họ ngừng hút thuốc lá rồi, có thể là bị dính tới ung thư phổi. Chúng tôi không biết cái đó, cho nên cần phải làm cái chương trình nghiên cứu này. Dạ vâng, thì có rất nhiều cái câu hỏi đặt ra là ví dụ như là tôi ông xã của tôi hay là những người trong gia đình của tôi, anh em tôi đã hút thuốc cách đây, bỏ cách đây 10-15 năm rồi, thì cái tai hại của nó có ảnh hưởng đến cho thời gian sau này hay không? Thì hy vọng cái nghiên cứu này thì mình sẽ tìm hiểu thêm thì tại sao cái con số. Thì chúng ta biết là những người hút thuốc lá, khi mà họ bỏ hút thuốc lá một thời gian đó, thì có bị mắc ung thư phổi không, nó giảm xuống, cái tỷ lệ nó giảm xuống rất là nhiều. Thì chúng ta hy vọng cũng là sự đó cũng là chúng cho một người không hút thuốc lá nhưng mà bị có gia người trong gia đình hút thuốc lá. Nhưng mà chúng tôi nói thật, tôi không có biết rõ cái trả lời đó, nhưng cho nên chúng ta phải làm cái chương trình này. Dạ vâng. Thì cũng trong cái nghiên cứu của những năm trước thì họ có nói là cái tổng số người phụ nữ mà được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư phổi đó thì lên đến 16%. Thì 16% này là những người chưa bao giờ hút thuốc, hoặc là cho nên cái con số này cũng là một con số nó đáng kể để chúng ta quan tâm. Và hy vọng là cái cuộc phải nói là trắc nghiệm này, hy vọng là tất cả chúng ta, nhất là những người phụ nữ mà có đã ảnh hưởng hoặc là đã bị ung thư phổi, thì có thể là mình tự bước vào để trong cái cuộc thí nghiệm này, có thể để tìm hiểu xem là cái lý do làm sao mà cái số người Á Châu mình lại bị cao quá như vậy. Thì nó giúp đỡ cho mình, nó sẽ giúp đỡ cho mình, và nó giúp đỡ cho mẹ của mình, là mẹ hay là bà của mình hay là con gái của mình, tại vì lần là hiện tại bây giờ chúng ta không biết rõ. Dạ vâng, thì bác sĩ cũng vừa mới trình bày là cái thí nghiệm này thì nó cũng là rất là mới mẻ với cộng đồng người Việt Nam, nhưng mà qua cái buổi thí nghiệm này thì có thể mình sẽ tìm hiểu thêm, thì không phải riêng trong gia đình mình, những con em về sau này thì tìm hiểu xong mình sinh sống ở Hoa Kỳ như thế nào và tại sao, lý do làm sao mình bị nhắc mắc bệnh, mà số người phụ nữ bị mắc bệnh về nhiễm về phổi đó rất là cao. Thì đó là một trường hợp mà đã xảy ra rất là nhiều trong cộng đồng Việt Nam, rất nhiều người, những trẻ em cũng đã bị viêm phổi chẳng hạn như vậy. Thì chính trong gia đình của tôi đi cũng có một vài thành viên cũng là bị viêm phổi rất là nặng, thì có thể có là một lý do để chúng ta cùng tìm hiểu thế nào. Dạ vâng. Ngay cả gia đình tôi đã có phụ nữ đã bị mắc ung thư phổi rồi và đã chết rồi, chứ mà họ không có thuốc lá, cho nên là cái chuyện này có thể là đụng tới nhiều gia đình Việt Nam. Dạ vâng, thì hy vọng cái buổi mà nói chuyện hôm nay thì quý vị có thể cùng tham gia vào cái chương trình này, thì chương trình rất cần rất nhiều những người phụ nữ Việt Nam mà có thể là như bác sĩ vừa trình bày là đã bị ung thư phổi hoặc là chưa bị ung thư phổi bao giờ, để họ có một thống kê để họ so sánh thế nào, để tìm hiểu xem là cái số người bị lây nhiễm một qua phổi đó, thì ung thư phổi đó thì như thế nào, để chúng ta nói tóm tắt là bất cứ một người phụ nữ Việt Nam nào 18 tuổi trở lên mà sống trong khu vực San Francisco Bay á, cái vịnh San Francisco đó, có thể gia nhập được cái vấn đề nghiên cứu này. Dạ vâng, thì theo như tôi vừa đọc được ở trong một cái tờ rơi của chương trình UCSF á, thì trường đại học San Francisco thì họ cần hai nhóm người phụ nữ, thưa quý vị, đó là nhóm phụ nữ chẩn đoán là gần đây trong vòng 18 tháng vừa qua là bị ung thư phổi. Thì và cái nhóm người thứ hai đó là các phụ nữ chưa bao giờ bị chẩn đoán với bất kỳ loại ung thư nào khác, thì nghĩa là tất cả mọi phụ nữ có thể đều có thể được tham gia, nghĩa là và cái buổi nói chuyện với các nhân viên của trường y khoa San Francisco thì cũng rất là ngắn, như bác sĩ vừa nói thì khoảng 45 phút trở lại mà thôi, thì sau khi đó sẽ có một sẽ lấy một miếng nước phải nói là nước miếng, thì sau cái đó có một buổi để họ tìm hiểu xem như thế nào. Thì thưa quý vị, thì cũng biết là tất cả những cái thí nghiệm mà chúng ta thường dùng hàng ngày như thuốc men, đặc biệt về vấn đề cancer thì dạ vâng, thì rất nhiều đã xảy ra rất nhiều, thì cũng cần có những cái buổi phải nói là thí nghiệm để chúng ta tìm hiểu thế nào. Cho nên hy vọng là cái thí nghiệm này là một thí nghiệm rất đặc biệt và phải nói là chủ đích
cho những cộng đồng người Việt Nam và đặc biệt những người phụ nữ Việt Nam thì chúng ta cũng nên tham gia. Thì chúng tôi sẽ trở lại phần 2 để nói chuyện với bác sĩ Tùng tiếp về cái chương trình này. Chứ quý vị đừng rời máy. Part. You quit smoking. Now do the easy part and get scanned for lung cancer. If you smoked, you may still be at risk, but early detection could save your life. Talk to your doctor and learn more at savedbythescan.org. Besides watching KTSF over the air or by cable, you can now watch KTSF on View It. Download the View It app today and you can enjoy KTSF programming in HD quality. You can use View It on your mobile devices, Roku, Apple TV, and Fire TV, or just simply go to viewit.com and you can enjoy KTSF programming on your desktop browser. With View It, you can watch KTSF anytime, anywhere, and remember, it's in HD. A new option for you to watch KTSF. Download View It today or simply go to viewit.com. Quý vị trở lại với chương trình Việt Nam Channel, chúng tôi đang nói chuyện với bác sĩ về một cái nghiên cứu của trường y khoa San Francisco. Dạ vâng, thì xin bác sĩ có thể cho biết thêm về cái nghiên cứu này, thì nó thường thường một nghiên cứu thì nó khoảng bao lâu bác sĩ để có thể mà họ có những con số dữ kiện để mà có thể họ trong một cái kết quả. Cái chương trình này thì nó khá to lớn ha. Yeah. Như là họ gần gặp như là 600 người, không phải là người Việt Nam không, nhưng mà người phụ nữ Á Đông đó. Yeah, vâng. Cho nên cái thời gian đó tôi không biết, nói thật tôi không, tại vì không phải là chương trình của tôi cho nên tôi không có biết, nhưng mà chắc cũng vài ba năm họ mới đủ người, chắc là 2 năm mà mới đủ người, xong rồi họ sẽ có kết quả, họ sẽ coi có cái gì mà mình thấy đáng học hỏi thêm. Dạ vâng. Yeah. Thì hy vọng những người tham gia vào cái chương trình này thì có thể biết được cái kết quả không bác sĩ? Theo như bác sĩ nghĩ là những nghiên cứu trước đó, thì họ cũng có. Yeah. Dạ vâng. Dạ. Yeah. Cái việc đó thì tôi nói thật tôi cũng không biết rõ, nhưng mà mình nên, khi mà mình gia nhập mình nên hỏi nha, tại vì rằng là cái kết quả không phải là cái này là mình thử mình sẽ biết hết tất cả mọi chuyện, cho nên cái này mình gia nhập để mà cho khoa học biết thêm, còn những từng người bệnh nhân một thì cái chuyện đó mình phải hỏi cái người làm cái chương trình nghiên cứu mình mới biết rõ hơn nha. Dạ vâng, thì tôi xin được đọc lại cái cuộc nghiên cứu này đó, thì họ cần những người phụ nữ mà đã bị ung thư phổi trong vòng 18 tháng vừa qua, và một cái thành phần thứ hai đó là nhóm thứ hai là tất cả các phụ nữ Việt Nam mà được tham gia chương trình này là chưa bao giờ được chẩn đoán hoặc là bất kỳ một loại ung thư nào. Và cái cuộc khảo sát đó thì nó chỉ mất 45 phút cho quý vị, thì có thể là qua Zoom để mà họ nói chuyện hoặc là qua điện thoại. Thì lần đầu tiên thì họ sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị là 25 đô, thì sau đó là quý vị cung cấp nước bọt thì là 25 đô nữa thì cũng sẽ gửi tặng cho quý vị. Và thứ ba là cho phép tiếp cận cái mô tế bào phổi đã được loại bỏ trong cuộc phẫu thuật hoặc là sinh thiết gì đó thì chúng tôi sẽ tặng thêm 25 đô. Tất cả quý vị nào mà đã có đã bị ung thư trong vòng 18 tháng vừa qua thì nói chung là tất cả là khoảng 75 đô cho tất cả. Cái phần 3 là chỉ dành cho những bệnh nhân và những phụ nữ mà đã bị ung thư phổi trong vòng 18 tháng vừa qua. Thì thưa quý vị, thì chúng tôi vừa mới trình bày là bác sĩ Tùng nói là tất cả là tự nguyện, cho nên nhưng mà chúng tôi rất cần sự tham gia của tất cả các chị em phụ nữ mà đang quan tâm về vấn đề ung thư phổi là một cái vấn đề mà nó rất là nghiêm trọng, mà đã ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt Nam và cộng đồng Á Châu rất là nhiều trong rất nhiều năm qua. Thì họ đây là một nghiên cứu để họ tìm hiểu thế nào. Dạ vâng, thì xin được hỏi bác sĩ về cái cuộc nghiên cứu này đó, thì
Tại sao là mà nghiên cứu này nó tác động thế nào đến cộng đồng người Việt Nam, bác sĩ? Mình nhất là xin lỗi anh hỏi vùng vị, dạ, tôi không hiểu rõ, xin hỏi lại. Dạ, nghiên cứu này có nó sẽ tác động như thế nào với cộng đồng người Việt Nam? Tại vì như là một cái nghiên cứu thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng Việt Nam, cho nên họ mới target cái nhóm là những người Việt Nam và những người Á Châu. Dạ vâng. Dạ vâng, tại vì nếu mà thật sự mình dùng cái việc nghiên cứu này mà mình khám phá ra là ví dụ thôi ha. Dạ vâng. Ví dụ là mà nhiều người phụ nữ Việt Nam có một cái gene nào đó nó làm cho họ dễ bị ung thư phổi hơn ha. Ví dụ là mình tìm ra như vậy thì trong tương lai có thể rằng là những người làm y tế họ sẽ có cái kế hoạch để mà đối phó cái việc đó. Thực sự ra ngay bây giờ nếu mà chúng ta lo về ung thư phổi đó, người đàn ông hút thuốc lá có thể được đi chụp phổi, chụp tiếng Mỹ gọi là lung cancer, lung CT nhé, yeah, chụp CT scan của phổi. Yeah, vâng. Nhưng mà những người phụ nữ thường thường họ không có được nhận, ngoài ra nếu mà họ không hút thuốc lá nhiều họ không có được chụp. Yeah. Ví dụ là chúng ta tìm ra thật sự là người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam có nhiều chuyện có thể nguy hiểm hơn, thì có thể là trong tương lai họ có thể được được tìm ra ung thư phổi sớm bằng cách dùng lung CT. Hoặc ra nếu mà chúng ta tìm ra một người phụ nữ Việt Nam có một cái gene nó nào nó mà nó làm cho mình dễ bị ung thư phổi, mình có thể theo dõi họ được nhiều hơn, và khi họ bị bệnh ung thư chúng ta có biết cách trị dễ hơn nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, thì bác sĩ cũng vừa trình bày ra là có hai cái thành phần là những người phụ nữ mà có thể bị phải nói lây nhiễm từ người chồng hoặc là con em trong gia đình hút thuốc lá, thì có thể ảnh hưởng đến trực tiếp đến những người phụ nữ gọi là second hand, là nó qua từ người hút thuốc qua những người mà sống chung trong gia đình. Và thành phần thứ hai bác sĩ nói là có thể là từ cái gene, có thể từ bố mẹ đã có cái có những cái gene đặc biệt mà để có thể bị gọi là cái risk mà bị ung thư phổi cao, thì con cái cũng có thể bị cái đó. Thì hy vọng là chúng ta qua cái nghiên cứu này chúng ta có thể tìm hiểu thêm rõ hơn, để chúng ta có thể hy vọng là trong cái tương lai thì chúng ta có một cái điều trị nó rõ ràng, và cũng như là mình luôn luôn là nó là đề phòng vẫn hơn là khi mình đã bị rồi mình mới chữa trị. Nhà bác sĩ trong những nghiên cứu này thì cũng một câu hỏi liên quan vấn đề đó, thì có những cái nghiên cứu mà ung thư đó tại sao lại quan trọng quá vậy bác sĩ? Tại vì có rất nhiều người cũng nghĩ là tôi bị ung thư rồi thì cả như là đó là cái số phận của tôi. Uh-huh. Yeah. Dạ vâng. Thì tôi nghĩ rằng là ai cũng muốn sống. Dạ vâng. Ai cũng muốn sống một cuộc sống dồi dào và khỏe mạnh. Thì nếu mà chúng ta tìm ra cái cách nào mà bắt được bệnh trước khi nó loan ra, nó hại tới mình, thì mình nên làm. Và nhất là người phụ nữ Việt Nam nhiều khi họ không phải lo cho mình mà phải lo cho cả gia đình nữa, cho nên là mắc bệnh vào đâu phải là tự một mình họ bị khổ đâu, khổ cả gia đình nữa. Cho nên rằng là nếu mà chúng ta có tìm cách nào mà khám ra bệnh sớm, hoặc là khi khám được bệnh có cách trị cho nó có hiệu quả, thì dĩ nhiên là việc tốt cho chúng ta. Dạ vâng, thì cũng xin được hỏi riêng bác sĩ về cái vấn đề ung thư phổi. Dạ vâng, thì rất nhiều người rất là lo ngại là khi ung thư phổi là một cái căn bệnh mà nói rất là khó. Khi mà mình đã bị nói là khi mà bác sĩ nói là ok ông bị ung thư phổi hay là chị bị ung thư phổi, thì thường cái xác suất thì đương nhiên nó sẽ thấp hơn những cái ung thư khác, phải không bác sĩ? Hay là cái đó chỉ là một vấn đề? Cái bệnh đó nó nặng hơn nhiều ung thư khác. Dạ vâng. Cho nên chúng ta nếu mà có cách nào tìm ra sớm đó, khi mà nó trước khi mà nó loan ra đó, thì dạ. Cái đó có thể là cứu được mạng sống. Và quan trọng hơn nữa, nếu mà chúng ta tìm ra cách nào mà phòng ngừa ung thư không tới, không thở ung thư phổi không tới mình thì càng hay hơn nữa, phải không? Tại vì nếu mà cái bệnh nặng quá thì làm sao mà chúng ta phải nghiên cứu để mà mình có cái cách mình có thể làm cái gì được để mà mình phòng ngừa cái chuyện đó nó tự xảy ra. Dạ vâng, thì cũng như quý vị đã biết, nếu có người thân trong gia đình hoặc là chính quý vị đã bị ung thư bất cứ một cái gì, thì đi gặp bác sĩ thì cũng nói qua những cái từng giai đoạn, thì hy vọng là chúng ta sẽ
có phương pháp để chúng ta có thể đi điều trị hoặc là đi chữa trị một cách sớm hơn, để khi chúng ta không còn phải lo lắng về vấn đề trong tương lai nhiều hơn. Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 3 thì chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp với bác sĩ Tùng. Xin quý vị đừng rời máy. I didn't talk about it. I was told not to talk about it. So I'm here to talk about it. Because I can't stay quiet. I was able to break my silence. Because of those who refuse to stay quiet. I am a businesswoman. Activist. Survivor. 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 Bởi vì trở lại với chương trình Việt Nam Eternal, chúng tôi đang nói chuyện với bác sĩ Tùng Nguyễn về một cái gọi là một cái để tìm những dữ liệu để mà có thể điều trị cho các phụ nữ Việt Nam mà bị có cái nguy cơ bị ung thư phổi. Thì nó thuộc chương trình gọi là Fan Study, gọi là The Female Asian Never Smoker Study, là tất cả những phụ nữ, rất nhiều phụ nữ Việt Nam chưa bao giờ hút thuốc, nhưng mà cái nguy cơ thì cũng rất là cao đối với những cái, phải nói những thành phần, những phụ nữ không phải là người Á Châu hay người Việt Nam. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin lặp lại là quý vị muốn liên lạc trực tiếp để mà có thể mà được vào cái chương trình này đó, thì cái nghiên cứu này thì quý vị có thể gọi trực tiếp cho điện thoại là 833-326-7883. Xin đọc lại là 833-326-7883. Thì quý vị có thể nói là quý vị theo dõi cái chương trình này với chuyện muốn tham gia là một người cho một cái nghiên cứu này cho người phụ nữ Việt Nam. Và hy vọng là cái này này thì họ sẽ có người Việt Nam để mà nói chuyện trực tiếp với quý vị, phải không ạ? Dạ vâng. Thì cái chẩn đoán này thì quý vị chỉ có hai thành phần những người phụ nữ Việt Nam là đã có bị ung thư phổi trong vòng 18 tháng vừa qua, và tất cả những phụ nữ hoặc một số phụ nữ là chưa bao giờ bị chẩn đoán một cái ung thư gì khác thì đều có thể được tham gia vào chương trình này. Thì chương trình này nó sẽ, quý vị có thể tham gia một cách tự nguyện, có thể tham gia một cái phần đầu, phần thứ hai, hoặc là không muốn tham gia phần thứ ba là quyền của quý vị. Thì họ cần, như bác sĩ vừa nói, họ cần một số tương đối là cao, đến 300-500 người, phải nói phụ nữ Á Châu, để tham gia chương trình này, họ tìm hiểu xem nghiên cứu thế nào. Dạ vâng. Thì bây giờ xin được hỏi bác sĩ về một cái vấn đề như thế này. Có rất nhiều người Việt quan tâm về chúng ta sau khi bị COVID trong vòng gần như 3 năm qua, thì cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cho cộng đồng, phải nói thì nói chung là trên cộng đồng thế giới. Nhưng gần đây chúng ta cần biết thêm một cái vi khuẩn đặc biệt, nó nghe nói đến từ bên Phi Châu, đó là cái bệnh nó gọi là tiếng Việt nó gọi là bệnh khỉ, thì gọi là monkeypox. Thì không hiểu bác sĩ có thể nói thêm về cái căn bệnh thế nào, theo cái ý kiến bác sĩ thế nào? Dạ, thì dĩ nhiên là nhiều người lo về cái bệnh này, tại vì người ta nói, nhiều người nói chuyện về nó lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó không nguy hiểm bằng COVID nha. Cái vấn đề quan trọng về COVID là mình có thể thở ra, thở vào cái nhiễm trùng đó. Còn cái vấn đề monkeypox thì mình phải gần gũi người ta lắm. Nếu mà một người bị bệnh, chúng ta
thật sự là phải gần gũi, rất là gần gũi chúng ta mới bị mắc bệnh. Mà phần nhiều những cái người mà nhất là nhiều người lớn tuổi Việt Nam mà không có gặp nhiều bạn bè, không có đụng chạm nhiều người thì là tôi nghĩ cái đó chuyện rất là vẫn không có đáng lo. Những người trẻ tuổi hơn hoặc là những người đi chơi nhiều mà có nhiều bạn bè gần gũi á, thì có thể là phải lo hơn một chút. Và dĩ nhiên là nếu mà chúng ta có giao hợp với những người bị bệnh này thì là dĩ nhiên là đáng lo nhất. Cho nên là chúng ta dù cái bệnh này nó nghe đáng lo sợ lắm, nhưng mà phần nhiều tôi nghĩ người Việt Nam không phải lo, là nó không có dính líu tới họ ngay lập tức nhé. Chúng ta phải cẩn thận nhưng mà không phải đáng lo. Tôi vẫn còn lo COVID nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng là mùa hè vừa rồi 30.000 người chết về COVID, mà thật sự ở Mỹ chỉ có một người bị chết về monkeypox. Cho nên rằng là cái so sánh hai cái nó khác lẳng nhiều. Cho nên là, và nói thật ra nếu mà chúng ta cẩn thận về vấn đề COVID, nghĩa là chúng ta tránh người, chúng ta mang khẩu trang, không có mắc, không bị mắc monkeypox được. Dạ vâng, thì có rất nhiều, phải nói là riêng tôi đi vẫn nhận được rất nhiều cú điện thoại của tất cả quý vị khán thính giả, họ cũng muốn quan tâm về vấn đề này. Tại vì khi họ nói là cũng như là từ một cái cơn sóng mà COVID nó vừa mới vượt qua thì họ lại nghe một cái bệnh mới nó lạ, thì làm cho mọi người rất là quan tâm. Hai cái bệnh nó khác nhau. Cái thứ nhất, cái bệnh này nó không có nguy hiểm chết người, nó có thể đau đớn nhưng mà nó không có nguy hiểm chết người như là COVID, thứ nhất. Thứ hai, nó không có loan ra cái bệnh, nó không có loan ra bằng việc thở với việc nhảy mũi, ho đờm, cho nên rằng là nó khó loan ra hơn nhiều. Cái bệnh này có thể mình nói chung và nằm trong một cái loại bệnh nó gọi là giống như bệnh đậu mùa, phòng bác sĩ. Xin lỗi, tôi không hiểu cái chữ. Dạ, cái đậu mùa giống như hồi bé mình đã bị, mình đã có chết người. Nó nổi ra giống như vậy. Nó nổi lên giống như vậy. Dạ vâng. Thì nó cũng làm cho con người ta rất đau đớn trong một thời gian. Thì còn cái một nó cũng gần như nó cũng nằm ở trong một cái farm, nó trong cái nhóm của những bệnh gọi là shingle chẳng hạn như vậy. Đúng rồi, tiếng Việt Nam là chicken pox với shingle. Nhưng mà hồi xưa có bệnh smallpox, nó giống với nhau ấy. Dạ, smallpox thì bây giờ hết rồi. Dạ vâng. Chúng tôi trong tương lai nghĩ là họ sẽ không gọi là monkeypox nữa, bây giờ nó không có gọi. Dạ, tại vì cái tên nó làm cho người ta lo sợ nhiều. Dạ vâng. Bây giờ nó bắt đầu gọi tên như là mpox rồi này kia, dạ, chưa biết. Dạ vâng, thì hy vọng trong tương lai thì cái bệnh này mình không còn nghe nữa. Tại vì chúng quý vị cũng biết là gần đây là nghe theo cái bộ y tế mà San Francisco thì nói là cái số người mà bị nhiễm cái mpox này đó thì nó giảm rất là nhiều trong cái tuần này, tại vì họ đã được chích ngừa. Và như quý vị đã biết là nếu chích ngừa thì nghe nói là có thể nếu mà người nào mà nó gọi là có cái nguy cơ mà bị lây nhiễm cái vi khuẩn này thì mới được chích ngừa. Còn nếu chúng ta mà người nói là như bác sĩ Tùng vừa mới nói là nếu mà không có giao tiếp một cách gần gũi thì không có gì quan tâm chả cả. Cho nên đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần biết. Thì hy vọng là sau cái buổi nói chuyện với bác sĩ Tùng ngày hôm nay thì tất cả quý vị khán giả sẽ hiểu chút thêm về vấn đề về cái căn bệnh phải nói là nó tuy mình thấy là nó rất là nguy hiểm nhưng mà nó cũng không có đáng để chúng ta phải lo ngại nhiều, quan tâm nhiều trong vấn đề này. Thì khi mình đã vượt qua được cái vấn đề COVID-19 thì cái bệnh này nó là một cái rất là bình thường thôi. Thì một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Tùng Nguyễn đã dành cho chúng tôi cái buổi nói chuyện đặc biệt ngày hôm nay, và hy vọng là quý vị sẽ theo dõi cái buổi ngày hôm nay, và quý vị, nhất là những vị nằm trong cái diện mà có thể tham gia vào nghiên cứu đặc biệt này, thì chúng ta cũng góp phần để cho cái cộng đồng về nói là về vấn đề sức khỏe nó tốt hơn trong tương lai. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì bác sĩ có lời gì trước khi chúng ta chào tạm biệt không ạ? Không, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn quý vị đã nghe về cái chuyện này. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện này, và xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới.